chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. XT10 độ dàn đầu ghi đông trần đầy phá cách. XT10 là một trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất ngày nay. Không riêng gì ở Việt Nam mà ngay những nước bạn trong khu vực cũng lựa chọn cái mẫu xe này bởi cái sự trẻ trung và thể thao của em nó. Tương tự như vậy, một bạn trẻ lựa chọn và ra đời một cái bản độc XT10 là cực kỳ chất với dàn đầu phá cách vô cùng hầm hố. Khoác trên mình cái một màu đen lịch lãm khiến người ta liên tưởng đến cái mẫu xe của chiếc siêu anh hùng Batman của vũ trụ DC. Phá cách hơn với dàn ghi đông trần cùng rất nhiều món đồ chơi chất. Xe độ lại dàn ghi đông trần Baker đầy sáng tạo, kết hợp cùng với bao tay Racing Boy, cụm công tắc Hennewis, kính gù tròn, trợ thủ ánh sáng LED4 là nguồn ánh sáng chính thay thế cho cái chó đèn nguyên bản. Ngoài ra còn có cặp tay con tay thắng của Rambo cùng ốp đầu NV15 to lớn làm chắn gió, cụm đèn mắt cú là siêu sáng, bảo vệ lốc máy CNC, rất nhiều họa tiết tinh xảo kết hợp cùng với màn cá cùng chất liệu chờ màu sắc. Cạc tay Racing Boy, một món đồ chơi đã ra đời đã khá lâu nhưng chưa bao giờ là hết thời. Bô độ mang kiểu dáng giống như là Yoshimura, cho âm thanh là siêu lớn, mạnh mẽ. Bình dầu Rizuma, bờ mông sao vô cùng gợi cảm, với cái dè sao được bỏ đi, xi nhan bu ti nhỏ gọn, thay thế cho phần nguyên bản to lớn. Phu chợ 2 độ nhẹ nhàng với dàn chân NS1 đầy cứng cáp. Là mẫu xe từng góp phần làm nên tên tuổi của Honda, cái mẫu phu chợ 2 này đã cứ ngỡ đã bị đưa vào cái đáy mồ của sự quên lãng. Và dưới bàn tay tài hoa của Baker Bình Phước, cái con siêu xe hai bánh này một thời đã được hồi sinh, đi kèm rất nhiều đồ chơi cứng cáp. Theo chia sẻ từ chủ xe trên mạng xã hội thì cái dòng này là dòng phu chợ 2, được chủ xe úp lên đời với bộ cánh của chiếc quay 1.5i, rất phong cách của Thái Lan. Chưa dừng lại ở đó mà còn được gia cố lại một số món đồ chơi chất nữa. Dàn đầu xe độ cũng khá là mắc với cặp kính xin của Attila, đi đôi cùng với cặp LED L4 chợ sáng mạnh mẽ về đêm. Phần yên xe được gọt ngoài thiết kế giúp cho người điều khiển thoải mái khi ngồi lên. Cái dàn chân cũng được gia cố bằng cái mâm NS1, trong xe rất hầm hổ hơn rất nhiều. Cặp các chân của chiếc quay 1.5R hay còn được rất nhiều Baker đặt cho cái tên hài hước là gác chân của KFC. Bô này ngoài vẻ đẹp cho âm thanh cũng êm ái hơn, nhỏ nhẹ, thiện cảm cho người xung quanh. Xe được độ lên cái bộ thắng đĩa sau kết hợp cùng với bên đạp bình dầu liền. Cảm ơn bạn giống này được tiếp, nhớ like, share, subscribe.